Xin chào các bạn. Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ một vẽ nhanh, các công cụ tạo ra một cái khối gắn, tạo ra một cái khối solid rất là nhanh. Thì đầu tiên các bạn nhớ bấm F9 để cho nó hiện cái sợi dây dây này. Các bạn sau đó các bạn chọn view nè, các bạn chọn isometric nè. Đó. Sau đó nhớ bấm F9 nè. Nhắc lại là nhớ máy chính để cho nó hiện cái sợi dây lên để chúng ta dễ dàng làm việc. Sau đó các bạn sẽ di chuyển trỏ chuột tới, các bạn chọn vào solid ở đây nè. Đó, các bạn chọn vào solid thì chúng ta sẽ lần lượt học 5 cái công cụ này. Công cụ nhất là cylinder nè, block nè, sphere nè, cone nè và torus nè. Thì chúng ta sẽ học 5 công cụ này. Thì đầu tiên các bạn chọn vào cylinder nè, không, cylinder là cái hình này nè, tức là cái hình nó sẽ tạo ra một cái hình trụ giống vậy nè. Đó, các bạn chọn vào đây, các bạn kích chuột vào đây. Đó, thì nó ra cái bảng này, nó ra cái bảng này. Sau đó các bạn sẽ chọn một cái vị trí bất kỳ mà các bạn đặt cái hình trụ đó. Ví dụ như bạn chọn ngay tâm đi, các bạn kích chuột ngay ngay tâm nè. Đó, các bạn kích chuột ngay tâm nè. Đó, xong nó ra cái hình tròn nữa không. Đó, ra hình tròn, các bạn kéo hình tròn ra tương đối như vậy, các bạn kích một cái nè, xong các bạn kéo lên hay là kéo xuống là tùy theo cái nhu cầu của mình nè. Đó, di chuyển trỏ chuột lên hay xuống nè. Giả sử mình di chuyển lên đi, xong mình kích một cái đó, rồi xong mình qua đây mình sẽ khai báo lại bán kính nè, với lại khai báo chiều cao nè. Ví dụ mình nhập bán kính đây là 100 chẳng hạn, ví dụ bán kính 100 đi, rồi chiều cao ví dụ chiều cao đây là 350 đi chẳng hạn. Đó, thấy chưa? Thì các bạn nhập vào chiều cao. Rồi, thì cái hình trụ ở đây là nó đang đứng theo phương thẳng đứng nè, là cái phương Z ở đây nè. Ví dụ như các bạn không thích thì các bạn chọn cho nó nằm phương Y đi, thì nó sẽ ngã theo phương Y nè, thấy không? Đó, nó sẽ ngã theo phương Y nè. Hoặc là các bạn cho nó ngã theo phương Z đi chẳng hạn. Đó. Ví dụ như chúng ta làm cái hình trụ mà để cho tiện á, thì có thể chúng ta vẽ cái hình theo phương X như nè, để chúng ta tiện. Đó, hoặc là phương Y, hoặc là phương Z, thấy không? Tùy thôi. Thì theo cái nhu cầu của mình muốn vẽ cái hình trụ nó theo cái hướng nào thì mình sẽ chọn theo cái hướng đó. Chọn hướng Z thì để hướng Z, chọn hướng Y thì nó sẽ hướng Y, chọn hướng X thì nè, chắc Y ở đây thì nó sẽ ra hướng X. Đó, Z. Đó. Rồi ở đây là các bạn sẽ thay đổi cái chiều nó lên xuống nè, xuống nè, lên nè, thấy không? Xuống nè, lên nè. Còn ở dưới đó, ở dưới cuối cùng ở đây đó, mình bấm vô một cái thì nó sẽ giãn ra hai, nó sẽ giãn đều ra hai phía luôn. Nó giãn đều ra hai phía, còn ở đây thì là một phía nè, lên nè, xuống nè, giãn đều ra nè, lên xuống nè, đó. Rồi sau khi xong thì các bạn bấm ok ở đây. Tức là sau khi chúng ta điều chỉnh những thông số thì đúng ý muốn của chúng ta xong rồi, các bạn bấm ok ở đây. Thì nó sẽ ra được cái hình trụ này. Đó. Rồi tương tự chúng ta học lệnh thứ hai là lệnh block nè. Block cũng vậy, các bạn kích chuột vào đây, kích chuột vào lệnh block. Rồi sau ở đây đó các bạn sẽ khai báo chiều dài, chiều rộng, chiều cao của cái hình hộp đó. Ví dụ mà càng khai báo là nhiều, chiều dài là 200 chiều rộng là 100 đi chẳng hạn. Rồi và cái chiều cao của nó lên, chiều cao là 50 đi chẳng hạn. Đó, các bạn nhập enter vô thì các bạn kéo chỏ, bạn di chuyển con chỏ vào đây nè, nó có cái hình thấy không, nó có hình chỏ nè đó. Rồi ví dụ như bạn đặt ở trên này cũng được, đặt ngay tâm có hình này cũng được. Đó, đặt ngay tâm hoặc là bạn đặt ngoài đây cũng được, tùy theo. Ví dụ bạn đặt cái hình bất kỳ ở đây, bạn kích chuột ở đây một cái nè. Đó thì nó ra cái hình hộp. Rồi sau đó bạn bấm ok là xong. Đó, thì cái hình này nó cũng tương tự luôn, các bạn muốn cho nó nằm trên phương X thì nó nằm X nè. Nằm Y thì nó phương Y, hay nằm Z thì nó nằm phương Z, thấy không? Tùy theo. Tùy theo cái nhu cầu của mình thôi. Rồi sau đó mình bấm ok đi chẳng hạn. Đó. Thì nó ra được cái khối hình hộp mà thấy không? Đó. Rồi tương tự các bạn vẽ một cái hình này gọi là hình cầu nè. Các bạn chọn cái sphere nè, chọn sphere đây. Sphere vẽ hình cầu, rồi các bạn chỉ việc nhập cái bán kính thôi. Ví dụ như các bạn kích chuột ở đây một cái. Đó, các bạn kéo ra, các bạn di chuyển chỏ chuột kéo ra nè, không? Kéo chỏ chuột ra, kéo ra đây. Các bạn kích một cái nữa thì nó ra được cái hình này. Rồi sau đó bạn nhập bán kính ở đây, ví dụ mình nhập bán kính là hình cầu là 200 thôi chẳng hạn. Đó. Sau đó bấm ok. Đó, thì nó sẽ ra được cái hình, thấy không? Đó, tương tự các bạn vẽ cái hình nón này chẳng hạn.
Đó, tương tự các bạn vẽ hình nón, các bạn chọn con nè, con nè. Đó, sau đó các bạn kích chuột bất kỳ ở đây đi, kích chuột ở đây một cái các bạn kéo ra. Đó, các bạn đẩy lên nữa không? Đẩy lên hay đẩy xuống là tùy ý mình thôi. Dụ như bạn đẩy lên đi rồi bạn chỉnh là đó, nó ra là cái hình nón này không? Rồi sau đó mình có thể khai báo bán kính lại, ví dụ như mình khai báo bán kính đây là 300 rồi chẳng hạn. 300 là cái bán kính ở dưới này không? Rồi ở trên đó mình sẽ đây là chiều cao nè các bạn, ở đây mình nhập chiều cao, còn đây là mình sẽ khai báo bán kính nhỏ nè. Ví dụ như bán kính nhỏ mình khai báo là 100 chẳng hạn. Đó, thấy không? Cái bán kính nhỏ là 100, bán kính lớn này 200 và mình nhập khai báo chiều cao nè. Ví dụ chiều cao là 1500 chẳng hạn. Đó. Rồi bấm ok. Đó thì nó ra được cái hình này, thấy không? Hình côn nè. Cái hình côn này có hai cái bán kính nè. Đó, cách là đây là cách là vẽ nhanh đó. Rồi cuối cùng là bằng học là torus nè. Torus thì bạn chọn torus nè. Đó. Chọn torus. Rồi tương tự các bạn cũng kích bất kỳ ở đây, kích bất kỳ vào màn hình đây nè. Đó. Thì nó sẽ ra được cái hình torus là hình ra cái hình này đó. Mình thu nhỏ lại, mình di chuyển trỏ chuột lên xuống như nè. Thì nó sẽ thu nhỏ lại, ví dụ như mình thu nhỏ vừa vừa như vậy. Vừa vừa như vậy mình kích một cái không? Rồi sau đó mình khai báo bán kính này, dù như bán kính này là 20 nè, mình không muốn 20, mình khai nhập lên dù như 40 đi đó, 40 nó bự lên nè. Rồi còn cái bán kính nhỏ đây là bán kính của cái ống này nè, ví dụ mình nhập ở đây là 10 đi, chẳng hạn 10 đi đó, nó bự lên thấy không, 10 nó bự lên thấy không, còn mình cho 5 điều 5 nó nhỏ xuống nè, thấy không? Còn cái 40 là cái 40 là cái bán kính xung quanh này nè, còn 5 ở đây, 5 là cái bán kính nhỏ của cái ống này nè. Đó, rồi sau bấm ok. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo được các khắc hình. Đó, tức là năm cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta tạo nhanh ra năm năm hình dạng này khác nhau nè. Thì đó. Rồi. Ok, xóa hết. Các bạn bấm delete xóa hết đi. Đó. Ví dụ như chúng ta có cái ống hình trụ này đi, rồi bây giờ chúng ta muốn tạo thêm một hình trụ từ đây đi lên nữa. Thì khi các bạn chọn này nè, các bạn chọn cylinder. Sau đó các bạn chọn cái tâm này nè, chọn cái tâm của cái hình này đây đó, cái tâm bạn chỉ vô cái tâm này cái đó, sau bạn vẽ ra, vẽ hình tròn ra ví dụ như vậy đi đó, rồi kéo lên cái gì, kéo lên như vậy tương đối thôi, xong mình sửa cái thứ ở đây, mình sửa cái thứ ở đây phù hợp với yêu cầu, xong mình bấm ok. Đó thì nó sẽ ra, nó sẽ vẽ chồng chồng chéo lên từ từ đó, có nghĩa là chúng ta vẽ ở đâu á, vẽ chồng chéo ở đâu thì chúng ta đặt ngay cái vị trí ở đó. Ví dụ như bạn vẽ chồng chéo và từ ở dưới đây đi, từ dưới này lên đi chẳng hạn. Đó, ví dụ bạn vẽ từ mặt này, ví dụ như bạn vẽ một cái hình chữ nhật đi, hình chữ nhật đây nè, chọn block nè. Đó, sau đó các bạn vẽ nó ngay tâm này đi. Đó, bạn kích cái tâm này đó, thấy chưa? Ngay tâm nó ra cái hình chữ nhật nè, thấy không? Nó ra cái hình chữ nhật nè. Đó, ra hình chữ nhật này, cái đó, các bạn bấm chọn, bạn chọn view, chọn ISO nữa cho nó đứng lại màn hình nào đó. Rồi các bạn vẽ ra, rồi bạn kéo lên hay là kéo xuống thôi. Kéo lên hay kéo xuống, dù bạn kéo xuống đi. Rồi, ok là ngay góc đúng không? Bây giờ các bạn muốn cho cái hình nữ vô ngay chính giữa luôn á thì bạn chọn vào đây nè, chọn ngay góc này nè. Đó, nó nhảy vô giữa này không? Chọn góc này thì nó nhảy ra mé ngoài nè. Nhảy vô nè, ngay chính giữa nè. Nhảy đây nè, thấy không? Ví dụ ngay chính giữa đi, hình vẽ ngay chính giữa, nó nhảy ngay chính giữa nè đó. Mình chọn vô đây thì nó sẽ nhảy thôi. Nhảy vô. Đó, chọn ở đây chính giữa, nhảy vô rồi ok. Đó là chúng ta vẽ được cái hình, nó sẽ chồng chéo lên như nhau như vậy. Rồi ok, video đây là kết thúc, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.